Rồi bữa giờ ông nào nói tôi là dự đoán Marmaket té ngã từ trận này đến trận khác không? Mỗi lần mà tôi dự đoán là Marmaket lại té. Thế hôm qua Marmaket có té không? Mấy ông xem lại đi, hôm qua Marmaket đã thể hiện như thế nào? Marmaket đã đua như thế nào? Tôi nói rồi, nếu mà không có cái gì đặc biệt á thì Marquez sẽ giành chiến thắng ở cái trận đua Aragon GP. Nhưng mà ngày hôm qua thì Ducati thi đấu rất là hay, cụ thể ở đây là Francesco Bagnaia. Đó là một cái màn trình diễn không có gì để chê cả, và mình không hiểu tại sao Ducati lại có một cái màn trình diễn đỉnh cao như vậy, không chỉ Pecco mà còn Jack Miller nữa. Jack Miller thì không hiểu tại sao lại tụt về ở vị trí thứ 5, ngoài cái chuyện mà chạy bị ao cua ở cái vòng số 15, 16 gì đó. Còn lại thì mọi thứ là rất là ok, rất là hoàn hảo đối với đội đua Ducati và đối với cá nhân Francesco Bagnaia. Cho nên các bạn thấy ngày hôm qua mình đã dự đoán rất là chính xác luôn, rất là chính xác luôn. Nếu không có cái điều gì đặc biệt thì Marc Marquez sẽ giành chiến thắng. Còn ông nào mà nói tôi nói độc mồm độc miệng, ông nào mà nói tôi dự đoán xui xẻo thì ông đó nên xem lại đi. Quá khứ lúc nào nó cũng có những cái giá trị riêng của nó, hiện tại lúc nào nó cũng có những cái giá trị riêng của nó, chứ không phải là tôi dự đoán tào lao đâu. Tôi căn cứ vào những cái thành tích ở trong quá khứ, tôi căn cứ vào những cái buổi free practice 1, 2, 3, 4 để tôi đưa ra cái dự đoán. Tôi căn cứ vào cái động lực, cái niềm tin, cái sự tự tin của cái tay đua đó trước cái trận đua này diễn ra, chứ không phải là tôi tự nhiên tôi hứng khởi lên tôi nói là Marquez giành chiến thắng, hứng khởi lên là nói Fabio Quartararo giành chiến thắng đó. Ngày hôm qua các ông thấy không, Francesco Bagnaia cầm cự như vậy, phải nói là đó là một cái màn trình diễn rất hay, hay hơn Marquez rất là nhiều. Nhưng mà đó là một cái điều gì rất là đặc biệt của Pecco. Chứ ngày hôm qua nếu như mà mọi thứ suy chuyển, mọi thứ vỡ tan trước sức ép của Marquez thì Marquez lại giành chiến thắng rồi. Cái trường đua Aragon á, là giống như là cái sân nhà thứ hai của Marquez sau Sessionring vậy các bạn à. Cho nên là ông nào mà nói Marquez té ngã ngày hôm qua là những cái ông đó là không hiểu gì về MotoGP, mấy ông đó không hiểu gì về Marquez. Lúc nào cũng kêu là tôi là fan của Marquez, tôi là fan của MM93, tôi là fan của kiến đỏ này kia. Nhưng mà các ông thấy không, chính các ông là người mất niềm tin, chính các ông là người lung lạc tinh thần, chính các ông là người không tin vào thần tượng của mình. Các ông lúc nào cũng chỉ muốn mình dự đoán như vậy để mà các ông mong là Marquez té ngã, nhưng mà thực ra không phải như vậy. Dự đoán là dự đoán, dự đoán thì mình lấy những cái dữ liệu ở trong quá khứ, sau đó là mình sẽ căn cứ vào cái tình hình hiện tại, mình sẽ căn cứ vào cái thực địa, căn cứ vào cái lòng tin, cái sự tự tin của một cái tay đua đó, mình đưa ra một cái mô hình dự đoán. Còn những cái biến tố khác mình không có kiểm soát được. Nếu mà bạn nào học về dự đoán, học về xác suất thống kê này kia thì các bạn sẽ hiểu rất là rõ điều này. Các bạn làm mô hình dự báo thì tất nhiên có những cái biến tố mình không thể nào mà kiểm soát được. Thì giống như ở cái trận Silverstone á, thì các bạn thấy là cái chuyện mà va chạm với Jorge Martin là cái chuyện nằm ngoài dự đoán. Nhưng mà nếu mà không va chạm với Jorge Martin á thì Marquez hoàn toàn có cơ hội lên bục podium ở cái trận đó, và hoàn toàn có cơ sở để mà giành chiến thắng. Mà mình nói có sai đâu. Ở cái trận Aragon á thì mình vẫn đặt niềm tin vào người em trai của mình là Marquez. Và các bạn thấy là Marquez không bao giờ phụ lại cái niềm tin của mình. Mình đã đặt đúng niềm tin là Marquez sẽ thể hiện như vậy. Chỉ có những cái chuyện xui xẻo, những cái chuyện nằm ngoài cái việc kiểm soát á, thì mới đưa đến những cái kết quả không được như mong muốn thôi. Còn nếu ngày hôm qua Francesco Bagnaia không có hay, Francesco Bagnaia không có vững niềm tin, Francesco Bagnaia không có bản lĩnh, thì xin lỗi, Marquez đã giành chiến thắng rồi. Cho nên các bạn phải tin, phúc cho những ai không thấy mà tin. Cho nên bây giờ các bạn yêu một người mà các bạn nghĩ là đối phương không có thật lòng với mình, đối phương không có tin tưởng mình, thì các bạn yêu làm cái gì? Yêu là phải tin, cho dù cái niềm tin đó là mù quáng cũng được, yêu là phải hết lòng hết dạ như vậy. Rồi quay lại cái trận đua ngày hôm qua thì phải nói là quá tuyệt vời các bạn à, quá tuyệt vời. Nói chung là cái trận đua này cũng chẳng có gì để nói cả, thực sự là như vậy, thực sự là như vậy. Ngoài cái chuyện giữa Marquez và Francesco Bagnaia thì nó cũng không có gì gọi là điểm nhấn cả, tại vì hai cái tay đua này là tách rời hoàn toàn so với cái nhóm bám đuổi. Còn cái nhóm bám đuổi á, thì các bạn thấy là cứ chạy rất là cô đơn, không lonely race, tại vì ở phía sau cũng không có cái gì gọi là hấp dẫn, không có những cái pha kèn cửa. Còn kèn cửa được hay không á, thì ở top dưới, mà top dưới thì đạo diễn hình đâu có chiếu những cái đó đâu, người ta chiếu những cái hay ho, người ta chiếu những cái top đầu, chứ ai đâu mà chiếu những cái vị trí 15, 16, 17, 18, 19, 20 làm cái gì đâu. Cho nên là cái trận đua này có rất là nhiều điều để nói, nhưng mà thực ra nhiều điều để nói này á, là chỉ nói về Marquez và Francesco Bagnaia thôi. Còn một cái điều nữa đáng nói đó là cái sự
xui rủi của Fabio Quartararo khi mà cái lốp sau không có được như ý. Còn lại những cái vị trí khác thì các bạn thấy là cũng chỉ là chạy cho vui thôi. Nói chung là mạnh ai nấy chạy, đường ai nấy chạy, chứ cũng không có gì gọi là đặc sắc cả. Rồi bây giờ quay lại cái cuộc chiến của Marquez và Bagnaia. Phải nói ngày hôm qua là một cái trận đua rất hay của Francesco Bagnaia. Khen Marquez á, nhưng mà chúng ta cũng không được bỏ qua, không được đánh giá thấp cái màn trình diễn của Francesco. Mình rất là khó chịu đối với những cái người bình luận viên mà Honda Việt Nam thuê khi mà bình luận những cái trận đua như thế này. Phải công nhận một điều là Francesco Bagnaia thi đấu một trận đua tuyệt vời, phải nói một trận đua gọi là A plus luôn các bạn, là A cộng luôn á, chứ không phải là một cái trận đua A đâu. Mà cái giá trị của Francesco Bagnaia mang lại á, chúng ta thấy là một cái trận đua đầy bản lĩnh, một cái trận đua mà chúng ta không phát hiện được một cái sai lầm nào đến từ tay đua người Ý cả. Mặc dù còn rất trẻ và mặc dù trước cái sức ép khủng khiếp của Marquez ở ba cái vòng đua cuối cùng á, nhưng mà Francesco Bagnaia vẫn không hề suy chuyển, không hề lung lạc tinh thần, không hề nao núng, vẫn giữ vững được cái vị trí dẫn đầu sau 14 lần cố vượt của tay đua số 93 người Tây Ban Nha. Các bạn thấy là 14 lần vượt của Marquez ở ba cái vòng đua cuối cùng không phải là một cái sức ép dễ chịu đâu các bạn. Không hề dễ chịu một chút nào cả. Và với một cái tay đua trẻ chưa bao giờ giành chiến thắng ở một cái trận đua MotoGP như Pecco á, thì cái điều đó không hề dễ dàng một chút nào hết. Không hề để mà kiểm soát thắng, không hề dễ dàng để mà kiểm soát thắng, không hề dễ dàng để mà kiểm soát ga, không hề dễ dàng để mà đưa chiếc xe vào đúng cái lai chạy của nó. Cho nên các bạn thấy Francesco Bagnaia là điểm A cộng, Marc Marquez là điểm A. Do đó là mấy ông bình luận viên Honda Việt Nam thuê, phải nói mấy ông bình luận mất đi cái cảm xúc của cái trận đua quá. Ủa bây giờ các ông cứ đề cao Marc Marquez, mặc dù Marc Marquez là em trai của tôi đó, tôi cũng muốn đề cao Marc Marquez đó. Nhưng mà mấy ông đề cao một cách rất là thô thiển, mấy ông đề cao một cách rất là thái quá, và mấy ông đề cao một cách không có kiến thức gì về MotoGP cả. Phải nói là rất là thất vọng. Cái chuyện mà Fox Sports không còn phát sóng ở Việt Nam nữa là một cái tin buồn, nhưng mà cũng là một cái tin rất vui khi mà tôi thoát khỏi cái sự bình luận, cái sự nói nhảm của các ông. Phải nói là tôi hoàn toàn thất vọng, đến bây giờ là tôi hoàn toàn thất vọng và tôi không còn một chút niềm tin nào vào cái chuyện bình luận mà Honda Việt Nam thuê nữa. Phải nói là quá thảm hại, quá tệ hại luôn. Rồi quay lại cái câu chuyện của chúng ta thấy là, các bạn thấy là Marquez đua rất là hay, đua rất là hay, rất là mạnh mẽ. Mặc dù có những cái pha xử lý phải nói là tàn dư của cái chấn thương á, nhưng mà tự chung lại thì Marquez rất là tuyệt vời. Nhưng mà tuyệt vời hơn nữa đó là Francesco Bagnaia. Với cái chiến thắng này thì Bagnaia có thêm cái động lực, có thêm cái sự tự tin. Như mình đã nói đó, cái chiến thắng đầu tiên ở MotoGP là một cái dấu mốc rất là quan trọng đối với bất cứ một cái tay đua nào, và họ sẽ nhớ cho đến hết cái sự nghiệp của họ. Họ sẽ nhớ như in hôm đó xảy ra chuyện gì, họ sẽ nhớ như in từng cái khúc cua, từng cái chỗ bóp thắng, từng cái chỗ nghiêng xe, tất cả mọi thứ ha. Cho nên là ngày hôm qua là một ngày rất là tuyệt vời đối với Francesco Bagnaia. Các bạn biết ngày hôm qua Bagnaia còn thiếu cái gì không? Đó là thiếu fastest lap, tức là vòng đua nhanh nhất đó các bạn. Thì đó là một cái, nếu mà có cái fastest lap á, thì phải nói là một tuần quá tuyệt vời của Pecco khi mà giành pole này, giành chiến thắng này và giành cả best laps luôn các bạn. Tuyệt vời luôn, tuyệt vời luôn. Với cái chiến thắng này thì sức ép đã được rũ bỏ trên vai của Pecco, và mình hy vọng là với cái sự thoải mái, với cái niềm tin đã được xác lập, với cái tài năng đã được chứng minh thì Pecco có thể là hướng về tương lai. Có thể là tương lai gần thì không có, nhưng mà tương lai xa hơn, chẳng hạn như là mùa giải năm 2022, để mà hướng đến những cái thành tích to lớn hơn, vĩ đại hơn. Hôm qua thì Marquez có nhận xét là chạy với Bagnaia thì giống như chạy với Dovizioso á, nhưng mà Dovizioso thì không có được cái corner speed của Bagnaia. Cái cách chạy của Bagnaia trên chiếc Desmo CDC GP khá là lạ lẫm, tức là Bagnaia nghiêng xe hơn rất là nhiều so với các cái tay đua khác chạy cùng chiếc Ducati. Và chính cái việc mà nghiêng xe đưa người ra ngoài như thế này á, thì giúp cho chiếc Desmo nghiêng xe tốt hơn, vào cua tốt hơn. Và ngoài những cái điểm mạnh của chiếc Desmo GP á, chẳng hạn như là về thắng, về tăng tốc, về tốc độ tối đa, thì Pecco với cái cách chạy của mình đã nâng tầm chiếc Desmo lên một cái tầm cao mới. Và mình hy vọng là đội ngũ kỹ sư của Ducati có thể là bằng cách nào đó có thể giúp là Pecco đạt được những cái thành tích tốt hơn. Thứ nhất là những cái chặng sau của mùa giải này, và thứ hai là hướng đến một cái tương lai sáng ngời hơn vào năm 2022.
Như lúc đầu video mình có nói, ngày hôm qua thì chẳng có gì để mà nói ở cái nhóm sau cả, ngoài cái việc là Fabio Quartararo thi đấu không được như ý. Có thể là ngày hôm qua thì Fabio Quartararo sổ số bị tạch đó, đánh công lô nhưng mà về công đề, hoặc là đánh công đề nhưng mà về công lô, cho nên là cặp lốp của Fabio Quartararo cũng như là những cái tay đua khác, nhưng mà không hiểu tại sao Fabio Quartararo lại bị tụt cái cảm giác trên chiếc xe như vậy. Ở cái warm up vào buổi sáng thì Quartararo nói là ok, rất là có khả năng ở trên một podium, nhưng mà khi vào chạy thì hoàn toàn mất cái cảm giác đó. Do đó là hôm qua thì Fabio bị tạch, còn lại các cái tay đua còn lại thì chạy rất là ok, cho dù là không có được tranh chấp kèn cửa, không có hấp dẫn như là cái hai tay đua ở nhóm trên, nhưng mà dù sao thì cũng là một cái chặng đua khá là an toàn, và Michelin cũng không phải nhận quá nhiều lời chỉ trích của các cái tay đua nữa. Rồi top 10 của chặng đua ngày hôm qua là như sau. Về 1, về 2 thì các bạn cũng biết rồi ha. Về thứ 3 là Juan Mir. Sau cái sai lầm của Jack Miller thì Alex Espargaró đã vượt qua, rồi sau đó tới Juan Mir, nhưng mà cuối cùng thì Juan Mir lại vượt qua Alex Espargaró để mà chiếm lấy cái vị trí còn lại ở trên bục trao giải. Về thứ 4 thuộc về Alex Espargaró. Espargaró mình hay đọc là Espargaró, nói chung là Garo hay là Roga gì đó, nói chung là Alex ha, của Aprilia. Và đây là một cái thành tích rất là đáng khen ngợi của Alex khi mà anh mang được cái phong độ từ Silverstone cho đến Aragon. Phải nói là so kè với các cái tay đua ở Aragon mà Alex có được cái thành tích, có cái thành tích vị trí thứ tư là rất là đáng khen rồi các bạn ạ, rất là đáng khen luôn. Về ở vị trí thứ 5 là Jack Miller. Jack Miller sau cái pha bị hớ cua thì có một cái chặng đua khá là nhàn, nói chung là cứ chạy thôi. Còn mình không có bám đuổi được phía trước, nhưng mà phía sau cũng không ai bám đuổi mình cả. Rồi về ở vị trí thứ 6 là Enea Bastianini. Rồi đây là cái thành tích rất là tốt của cái tay đua rookie, là cái thành tích tốt nhất luôn ạ. Về ở vị trí thứ 7 là Brad Binder. 8 là của Fabio Quartararo. Thứ 9 là của Jorge Martin. Thứ 10 là thuộc về Takaaki Nakagami. Đó là top 10 của cái chặng đua Aragon GP. Rồi sau cái chặng đua này thì Fabio Quartararo vẫn dẫn đầu bảng tổng sắp, nhưng mà khoảng cách không còn là 65 điểm trước cái chặng đua này, mà khoảng cách bây giờ là 53 điểm. Xếp thứ 2 là Francesco Bagnaia. Thứ 3 là Juan Mir, thứ 4 là Johann Zarco và thứ 5 là Jack Miller. Sau cái chặng đua này á, thì chúng ta chỉ còn 5 chặng đua nữa thôi các bạn ạ. Năm nay thì sẽ là 18 chặng đua chứ không phải là 19 chặng đua như lúc ban đầu. Và 18 chặng đua là cái con số cuối cùng của mùa giải năm nay. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi những cái video mới nhất của mình nha. Rồi, chúc các bạn tuần mới vui vẻ. Bye bye. Các bạn cho mình một phút quảng cáo nha. Nếu mà bạn nào chưa đăng ký cái kênh YouTube mới của mình á, Assorted Things á, thì các bạn hãy click vào cái link mình để trong cái phần mô tả của cái video này để mà nhấn nút đăng ký cái kênh YouTube mới của mình. Cái kênh YouTube mới của mình á, thì nói về những cái chủ đề trong cuộc sống, những cái chia sẻ của mình, những cái kinh nghiệm của mình, những cái trải nghiệm của mình về rất nhiều các cái chủ đề khác nhau. Và mình tin là các bạn sẽ tìm được cái sự đồng điệu với mình khi mà các bạn xem những cái video mà mình đã làm và up lên ở cái kênh YouTube mới. Cho nên là các bạn hãy nhấn nút subscribe, nhấn nút đăng ký cái kênh YouTube mới của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hiện tại thì mình cũng đã up khá khá video rồi đó, cho nên là các bạn cứ nhấn đăng ký và mình sẽ cố gắng ra video đều đặn để mà phục vụ các bạn. Những lượt xúc của các bạn á, là cái nguồn động lực to lớn để mình có thể cho ra những cái video hay hơn. Rồi cảm ơn các bạn ha.